Xin chào, anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời của Shop Sun Minh. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp một cái con máy hòa lưới 1 pha 6kW của hãng Hypertech. Một trong những dòng máy rất là cao cấp và bảo hành khá là dài trên thị trường hiện nay. Bảo hành lên tới 6 năm. Máy của Hypertech mọi người này. Ngoài hộp ghi là Say Hi to the World này. Gửi lời chào đến toàn thế giới. Đây là cái hộp bên ngoài của nó. Đợt này em về được 6 máy này, nhưng mà hôm nay bán đi một máy rồi, còn đợi đấy 5 máy nữa. Em sẽ quay mở hộp và chia sẻ thông số chi tiết cho những ai mà chưa xem được con máy này nhé. Đây là cái mã ngoài hộp của nó này. Hãng của nó là Hypertech. Modem là HPS6000D. Có DC switch này. Communication kết nối bằng Wi-Fi. Trọng lượng cả thùng là 13,5 kg, còn trọng lượng thực là 10 kg. Máy 6 kg nhưng thiết kế khá là nhẹ, chỉ có 10 kg thôi. Số lượng là một thùng một hộp này, một máy trong một thùng. Còn đây là số series của máy. Từng con máy thì sẽ có từng cái số series khác nhau. Đây con máy của chúng ta đây, bây giờ em sẽ mở hộp ra nhé. Hiện tại chỉ có một mình nên là một tay vừa cầm máy quay, một tay thì cầm dao. Đang mở cho mọi người cùng xem nhé. Đây, bên trong của máy chúng ta sẽ cùng xem này. Cái này của hãng gửi test report này. Hãng Hypertech, cái này là bản test report. COCQ thì hãng gửi file mềm do bên em. Em sẽ in ra và đóng dấu công ty gửi cho khách hàng. Thiết bị đi kèm này. Đây là cáp MC4. Hai cặp. Máy này là máy 2 cổng MPPT nên hãng người ta trang bị cho chúng ta hai cặp MC4 và một số ốc vít để lắp máy lên tường này. Tiếp theo là cáp kết nối AC, một cái lục giác. Giác này là để vặn ốc AC đây này, siết mấy cái chỗ AC này. Đây, nó làm cái giống như kiểu mà giấy đựng trứng gà ấy nhỉ. Nâng như nâng trứng. Bọc trong này luôn, có một cái màng êm nữa này, lót trong này. Đây. Bình thường các hãng khác em hay thấy có xốp, hãng này thì trang bị luôn cả cái giấy đệm như thế này. Tương đối mềm và rất là êm. Rồi, cái màng này nữa để qua một bên nhá. Đây con máy của chúng ta đây. Nãy để hộp vịn ngược rồi, quay lại cho mọi người xem. Màu đỏ tương đối đẹp, Hypertech này. Vỏ nhôm mọi người. Bây giờ em sẽ bê ra đây đã nhé, bê ra đây để quay chi tiết hơn cho mọi người. Tại vì có một mình nên phải dừng video lại đây, bê ra sau đó quay tiếp, tiếp tục quay cho mọi người. Đây rồi mọi người, đây thì em đã mở luôn ra hai con cho mọi người cùng tham khảo này. Trong cái hộp phụ kiện của nó, bên dưới thì vẫn có thêm một cái lớp giấy cứng như thế để lót vào. Bên trên có một cái này. Cái này là phụ kiện của máy bên này. Còn con máy bên này là phụ kiện ở đây. Đầy đủ vật tư đây mọi người nhé. Đây là cái giá treo của nó này. Cái này thì thiết kế bằng hợp kim thép. Có chiều hướng lên trên này. Đây mũi tên chỉ lên này. Chúng ta sẽ treo như thế này này. Đó, chúng ta sẽ dùng như thế này. Sau đó bắn mấy con ốc này vào tường. Đó, ví dụ treo lên như thế. Sau đó là treo máy vào thôi. Ở sau máy ra sẽ có những cái móc để chúng ta treo vừa với những cái này này. Tại vì máy bây giờ thiết kế tinh giản nên khá là nhỏ, nhỏ gọn. Nên là người ta làm cái giá treo cũng tương đối nhỏ. Nhưng mà vẫn rất là dày mọi người nhé.
Cái thép này nó cứng lắm. Hãng người ta tính toán, sản xuất là người ta tính toán hết cả rồi, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Đặc biệt đây là dòng máy bảo hành lên tới 6 năm. Xem qua phụ kiện một tí, sau đó đến chi tiết tổng thể con máy nhé. Phụ kiện thì không thể thiếu wifi này. Đây là cục wifi kết nối của máy, mỗi máy đều có, để chúng ta kết nối với wifi nhà mình và kết nối với máy, sau đó là theo dõi qua, theo dõi sản lượng qua điện thoại. Cáp lúc nãy xem rồi, jack kết nối AC, máy con ốc vít để chúng ta bắt một bản test report. Riêng mỗi máy sẽ có từng bản test report riêng mọi người nhé. Đây của máy bên này, còn con này là của máy bên kia. Phụ kiện này cũng đầy đủ wifi và giá treo, ốc và cáp kết nối jack MC4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào tổng thể con máy một tí. Đây ngoại quan mọi người này, treo lên rất là đẹp mắt đấy, màu đỏ. Màu đỏ, may mắn. Công tắc DC switch này. Đó. On off đây, người ta in nổi lên đây luôn, chúng ta có thể thấy được này. DC switch. Đây là kết nối pin mặt trời vào. Nó sẽ có hai cổng MPPT. Bên này một cổng, bên này một cổng. Máy hai cổng thì có thể cho phép chúng ta là tiện lợi trong cái việc mà lắp đặt hai loại pin khác nhau, hoặc là hai hướng máy khác nhau. Ví dụ như chúng ta có một nửa là pin công suất 400W thì chúng ta lắp vào đây. Ví dụ một nửa lại là công suất 300W thì chúng ta lại lắp vào cổng này. Hai cái MPPT hoàn toàn độc lập nên nó không có ảnh hưởng gì lẫn nhau. Và ví dụ chúng ta lắp hai máy thì buổi sáng thì nó sẽ đón được nắng ở máy hướng đông tốt hơn, thì buổi chiều được máy hướng tây. Như thế, ví dụ nhà lắp hai máy thì có thể chia ra hai cổng như thế. Tiếp theo là đến cái chỗ này là nó ghi chữ Wi-Fi này hoặc cửa PRS này. Thì chúng ta sẽ cắm cái Wi-Fi lúc nãy vào đây để kết nối với điện thoại và theo dõi sản lượng qua app. Cổng này là một cổng meter DRM. Cổng này em chưa xem kỹ cổng này, chưa biết kết nối gì, có thể kết nối bám tải các thứ vào đây. Nhưng mà hãng này không trang bị cảm biến bám tải. Cổng này người ta đang bịt lại này, không có. Hiện tại là chưa có bộ đo đếm hoặc là bám tải gì ở cổng này cả. Còn cổng này là cổng kết nối AC. AC thì sẽ có tiếp địa vỏ máy ở đây này, hoặc là chúng ta có thể tiếp địa ngay trong cái này, một trong ba cái jack này. Thì nó sẽ có, để xem kỹ xem có ghi cụ thể cho chúng ta không. Thường nó sẽ ghi vào cái cáp nối rời ở bên kia ấy. Nó sẽ ghi vào cái này mọi người. Thì nó sẽ có một chân L là dây lửa, chân N là dây nguội và một chân PE là chân nối đất. Thì chúng ta cắm vào đây, đúng khớp của nó thì mới được, nó mới ăn vào đây. Lúc mà chúng ta đấu nối xem kỹ, cẩn thận và chuẩn xác rồi mới tiến hành bật AC lên mọi người nhé. Cổng kết nối AC này, tiếp điện vỏ máy. Đây là cổng này chưa có kết nối phù hợp. Cổng này là cổng Wi-Fi. Hai cổng này là kết nối từ pin mặt trời vào PV1 và PV2. Đây là công tắc DC switch. Khi mà chúng ta bật hết kết nối CB các thứ rồi thì bước cuối cùng nữa sẽ bật cái DC này lên. Công tắc để nó kết nối cổng này. Màn hình của nó mọi người này. Màn hình của nó thì có một nút phím cơ này, có thể bấm để xem các thông số ở đây. Các đèn báo trạng thái, đèn báo wifi này, đèn cảnh báo lỗi và đèn báo đang hoạt động. Màn hình của nó đây, các thông số có thể hiển thị ở trên màn hình, hoặc là chúng ta có thể kết nối wifi để theo dõi qua điện thoại trên app trên điện thoại thông minh. Đây hai con máy. Rồi bây giờ chúng ta xem qua cái phần thông số của nó một tí nhá. Máy này máy 6kg mà nặng 10 cân thì tương đối là nhẹ. Bây giờ người ta thiết kế tinh giản rồi nên là rất là phù hợp để chúng ta lắp. Đây là thông số máy mọi người này, chúng ta cùng tham khảo qua một tí nhé. Nhãn hiệu là 2 Vontech. Modem của máy là HPS 6000D. Máy này là máy hoa lưới không lưu trữ mọi người nhé. Điện áp tối đa input là 600V DC. Điện áp MPPT hoạt động hiệu quả là từ 80 đến 550V. Từ 80V là máy đã bắt đầu hoạt động được rồi và cho phép kết nối lên tối đa là 600V mọi người này. Chúng ta có thể ghép nối tiếp rất là nhiều tấm pin lại với nhau.
dòng định mức là 12A cho hai cổng MPPT, mỗi cổng chịu được 12A. Đây là dòng ngắn mạch cho phép lên tới 15A. Điện áp lưới AC là 220V đến 230V. Tần số điện lưới là 50 đến 60Hz. Đây là công suất đầu ra tối đa là 6.000W. Công suất biểu kiến là 6.000 VA. Dòng AC tối đa là 27.3A. Hệ số công suất là 0.8, cốt phi bằng 0.8. Cấu trúc của inverter là không cách ly. Nhiệt độ hoạt động từ âm 25 đến 60 độ C. Tiêu chuẩn là IP65 này. Lớp bảo vệ là Class 1. Các tiêu chuẩn ở đây là tiêu chuẩn chống cháy PV2 và cái này là main tiêu chuẩn 3. Cái này mọi người có thể xem trên Google để biết các tiêu chuẩn chứng chỉ của nó nhé. Đây các chứng chỉ chất lượng này, CE của châu Âu này, TÜV của Đức này, một số các chứng chỉ khác đây này. Đây là series của máy. Đây là con máy 6 ký của chúng ta mọi người nhé. Tản nhiệt bằng nhôm này, tự nhiên không quạt gió, nhôm đúc nguyên khối liền với thân máy luôn. Đó, rất là chắc chắn. Lại hai cái móc treo chúng ta có thể bắt lên tường sau đó treo máy vào đây này. Tản nhiệt tự nhiên hoàn toàn không dùng quạt và nhôm đúc nguyên khối bên ngoài như thế này. Có hai cổng MPPT. Cáp kết nối AC, DC switch đầy đủ, module Wi-Fi. Đây là con máy 2Voltech. Hôm nay quay một cái video ngắn chia sẻ với mọi người về con máy này. Bên em đang bán ra thị trường và bảo hành theo chính sách của hãng là bảo hành lên tới 6 năm so với các dòng máy khác thông thường chỉ bảo hành 5 năm. Thì hãng này bảo hành cho chúng ta lên tới 6 năm. Máy này thì chúng ta có thể sử dụng tối đa đầu vào công suất pin cho phép lên tới 7800W pin mặt trời. Đầu ra phát ra 6000W nhưng mà cho phép lắp tới 7800W. Trường hợp cho dự phòng cho những ngày không có đủ nắng ấy, thì pin mặt trời có được phép lắp cao hơn như thế mọi người. Với hệ thống 6 ký bên em đang setup cho khách hàng ấy, thì có thể kết nối với 15 tấm có công suất là 4, mỗi tấm là 400W như thế này này. 15 tấm là phù hợp cho hệ 6 ký. Ngoài ra thì đối với con máy này thì chúng ta có thể lắp tối đa lên tới 19 tấm 400W như thế này. Máy này cho phép lắp tới 7 ký 8 pin. Đây thiết kế hình chữ nhật nằm ngang mọi người. Vuông góc này, có bo một tí, màu đỏ. Thiết kế tương đối nhìn cũng bắt mắt và màu đỏ rất là sang trọng. Đây là con máy hoa lưới 6kW một pha này. Hoặc là chúng ta có thể nâng cấp dần cũng được. Ví dụ như lắp máy 6kg nhưng mà chúng ta có thể lắp trước từ 3 đến 4 ký pin đều được. Sau này có điều kiện thì chúng ta nâng cấp thêm. Đối với cái điện áp 80V DC khởi động này thì chúng ta nên lắp từ 3 tấm là bắt đầu máy đã hoạt động hiệu quả rồi. 3 tấm đổ lên. Còn có thể nối tiếp lên tới 600V. Chúng ta nếu mà lắp 15 tấm thì sẽ chia ra một cổng 8 tấm và một cổng 7 tấm. Còn nếu có điều kiện thì chúng ta lắp luôn 16 tấm hoặc 18 tấm thì sẽ chia đều hai bên luôn. 16 thì sẽ chia đều mỗi bên là 8. Còn nếu mà 18 tấm thì chia đều mỗi bên là 9 tấm là phù hợp với con máy này. Nguyên lý hoạt động của máy hòa lưới thì mọi người có thể nhắn cho em qua số Zalo. Một số khách hàng chưa có tìm hiểu kỹ thì cứ hỏi rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến những con máy hòa lưới này và hệ thống nó hoạt động ra sao ấy, thì chúng ta có thể trao đổi qua số Zalo 0375122365 là số của em. Em sẵn sàng tư vấn những câu hỏi của mọi người. Hiện tại bên em đang kết hợp với dòng pin 400W mono half cell công nghệ 12V3 kết hợp với những con máy hòa lưới từ 3kg, 5kg, 6kg và 8kg để phục vụ cho mọi người lắp đặt những hệ thống điện mặt trời hòa lưới. Mọi người có nhu cầu hoặc cần hỗ trợ tư vấn thêm thông tin có thể nhắn cho em qua số Zalo em đang ghi ở dưới màn hình. Trường hợp gọi không được cho em cứ nhắn qua Zalo mọi người nhé. Vì là nhiều lúc em bận đóng hàng hoặc là không rảnh tay để cầm điện thoại, chưa kịp nghe cuộc gọi của mọi người. Hoặc là nhiều khách hàng gọi trùng nhau ấy, không thể nghe hết cùng lúc tất cả mọi người được. Nên là em sẽ hỗ trợ trả lời mọi người qua số Zalo. Mọi người cứ việc để lại tin nhắn ở trong phần Zalo. Vì Zalo hiện tại cũng
quá tải bạn bè rồi, không thể chấp nhận thêm được nữa. Mọi người cứ vào nhắn tin trực tiếp là em sẽ thấy luôn mọi người nhé, và sẽ hỗ trợ trả lời mọi người ngay khi em rảnh tay và có thời gian online để trả lời mọi người. Ở video này em xin tạm dừng tại đây. Mọi người ai mà chưa bấm đăng ký thì có thể bấm đăng ký kênh của bên em để theo dõi những video mới nhất về điện mặt trời cập nhật thường xuyên đăng tải ở kênh YouTube này mọi người nhé. Ở video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.